Trong thiết kế mua sắm nội thất của gia đình Việt ngày nay, nội thất nhựa cao cấp đang là xu hướng tiêu dùng mới, với nhiều nỗ lực trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, bắt kịp thị hiếu của khách hàng, ngành nội thất nhựa cao cấp còn được tin dùng bởi những sản phẩm thân thiện môi trường, an toàn cho người sử dụng. Bộ sưu tập tủ kệ nhựa Omni của Duy Tân đang được xem là một sản phẩm được nhiều người dân ưa chuộng trong dòng nội thất nhựa cao cấp như thế. Là thương hiệu có bề dày hoạt động lâu năm trong ngành nhựa, 33 năm qua, công ty nhựa Duy Tân chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm đồ nhựa gia dụng chất lượng, đạt chuẩn quốc tế, mẫu mã đa dạng, thiết kế hiện đại với giá cả phải chăng, phù hợp với điều kiện kinh tế của đại đa số gia đình Việt. Nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, nhựa Duy Tân luôn có sự đầu tư, nghiên cứu và cho ra đời những sản phẩm mới liên tục từ năm 2020 đến nay, cùng với nhiều sản phẩm mới khác. Dòng sản phẩm tủ nhựa, kệ TV Omni được xem là minh chứng rõ ràng nhất về tính đổi mới sáng tạo và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng cho khách hàng, nhất là trong mảng nội thất nhựa cao cấp. Tủ Omni là sản phẩm rất là mới của Duy Tân và đã được đầu tư nghiên cứu rất là kỹ và bài bản từ bộ phận R&D. Về tủ Omni, đây là một sản phẩm Duy Tân có thể nói là rất tự hào và đồng thời cũng được người tiêu dùng đón nhận trong những tháng gần đây. Đặc biệt, ở tủ thì chúng ta có thể thấy thứ nhất là về thân tủ được thiết kế bằng nhựa ABS. Nhựa ABS là nhựa dùng cho các chi tiết trên xe máy và xe ô tô, vì thế rất là dễ lau chùi cũng như mang lại độ cứng cáp. Ngoài ra thì tủ còn có các góc bo tròn giúp đem lại cảm giác an toàn và thực sự là an toàn với lại trẻ em. Đồng thời chất liệu nhựa cũng là chất liệu nhựa nguyên sinh, chính vì thế rất là an toàn khi mà sử dụng, đồng thời mang lại độ bền rất là cao. Tủ kệ cao cấp Omni được đưa ra mắt thị trường với mục tiêu đồng bộ hóa sản phẩm nội thất mà Duy Tân đang sản xuất, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Với tính ứng dụng cao, thiết kế hiện đại, kích thước đa dạng và giá thành hợp lý mà dòng sản phẩm Omni đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm lựa chọn. Nhiều gia đình trẻ đã lựa chọn Omni cho không gian sống hiện đại, năng động. Các thiết kế đồng bộ giúp người tiêu dùng dễ dàng hơn trong việc sắp xếp và thiết kế không gian nội thất, đồng thời đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ cao. Những khách hàng trung niên đòi hỏi cao về tính bền đẹp, chọn Omni vì độ cứng cáp và sắc sảo đến từng chi tiết so với những sản phẩm cùng loại. Với nhiều ưu điểm vượt trội, tại showroom của công ty nhựa Duy Tân, các sản phẩm tủ nhựa, kệ TV Omni luôn được sự quan tâm, lựa chọn của nhiều khách hàng đến tham quan và chọn mua nội thất gia đình cho những ngày Tết. Hướng tới người tiêu dùng là người trẻ thì nó có những cái màu năng động hơn là màu gỗ, những cái màu khách rất là thích màu gỗ. Dòng tủ này rất chắc hơn và nó bền hơn những cái dòng tủ cũ. Dòng tủ Omni thì cải thiện doanh thu bên em rất là nhiều, khách đến họ có quan tâm hơn với Omni nhiều hơn. Tìm kiếm nội thất cho ngôi nhà luôn là băn khoăn lớn của các gia đình hiện nay, khi mà thị trường có rất nhiều chất liệu nội thất đa dạng với giá thành khác nhau. Thế nhưng với những khách hàng đã sử dụng qua dòng sản phẩm tủ nhựa cao cấp Omni thì việc mua sắm những ngày Tết đã dễ dàng hơn nhiều. Vừa rồi thì gia đình em có mua một tủ Omni 5 ngăn của bên Duy Tân, thì sau một thời gian sử dụng thì gia đình em cảm thấy rất là hài lòng về sản phẩm. Thứ nhất là về giá thành thì giá thành rất là phù hợp, thì có thể dễ dàng chi trả. Và thứ hai là về kiểu dáng thì kiểu dáng rất là phù hợp với lối sống của gia đình và cũng như là rất là nhẹ, cho nên là dễ dàng cho việc di chuyển và lau chùi. Và mới đây thì em có biết là Duy Tân vừa mới ra mắt dòng sản phẩm kệ TV cũng nằm trong dòng sản phẩm Omni luôn, thì em có đến và xem cái kệ TV này thì em thấy là nó rất là đẹp, là mà không khác gì kệ bằng gỗ cả. Giá thành phù hợp và kiểu dáng cũng rất là thời trang và được làm bằng chất liệu nhựa nhẹ, cho nên là em thấy là vào những cái dịp đặc biệt như là dịp Tết như thế này thì chất liệu này nó rất là phù hợp để cho mình dễ dàng lau chùi và di chuyển. Với những cái đặc điểm đó thì em quyết định là sẽ chọn những sản phẩm của dòng Omni để tiếp tục mua sắm cho gia đình. Từ xưa đến nay, gỗ luôn được ưa chuộng trong thiết kế, trang trí nhà cửa bởi tính thẩm mỹ cao và phù hợp với nhiều phong cách. Tuy nhiên, khi lượng gỗ tự nhiên ngày càng khan hiếm, để bảo vệ môi trường, nội thất vật liệu thay thế gỗ đã ra đời, thực sự là một bước tiến đột phá. Dòng sản phẩm tủ, kệ nhựa cao cấp Omni với nhiều ưu điểm vượt trội đang trở thành lựa chọn hoàn hảo cho không gian sống của gia đình Việt và góp phần giảm tiêu thụ gỗ tự nhiên, giữ gìn lá phổi xanh cho cuộc sống trong lành.